Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Ni. Ở trong video trước thì Ni có hứa với mọi người là sắp tới Ni sẽ ra rất là nhiều những cái video test và review những cái sản phẩm nội địa Trung. Và hôm nay nhận được sự tài trợ của nhà GC cho nên là Ni sẽ làm một video test và review tất cả các sản phẩm của Ren cho mọi người tham khảo nha. Cũng giống như những video hướng dẫn trang điểm khác của Ni thì makeup look trong video này cũng sẽ cực kỳ dễ thực hiện luôn. Và đây cũng chính là cách makeup hàng ngày của Ni khi mà đi cà phê nè hay là đi gặp bạn bè đó mọi người. Ok, nếu như mọi người thích video này thì cũng đừng quên cho Ni một like cũng như là một subscribe nha. Bây giờ thì mình cùng nhau bắt đầu vào video thôi nào. Đầu tiên thì mình sẽ đánh nền nha. Hôm nay thì Ni sẽ sử dụng kem lót có khả năng làm sáng da nè, cũng như làm đều màu da của GC. Dòng này thì có tổng cộng là 3 màu nha. Màu xanh lá thì sẽ dùng cho các bạn có làn da bị đỏ nè. Màu tím thì sẽ dùng cho những bạn mà có làn da bị sạm, thiếu sức sống, cần nâng tông. Và một loại là màu da dùng cho các bạn chỉ muốn dưỡng ẩm da thôi và không muốn nâng tông gì cả. Đầu tiên phải nói cái thiết kế của em này cực kỳ xịn sò luôn á mọi người. Chai thủy tinh cầm rất là chắc tay luôn á nha. Trời ơi, dạo này da của Ni nó kiểu như là bị sạm một xíu á, với cả là làn da không có đều màu á. Cho nên là hôm nay Ni mới quyết định chọn cái em màu tím trong video lần này. Mình sẽ bôi một ít ra tay như thế này và thoa lên mặt nha. Thì đối với kem lót á, Ni hay sử dụng tay để tán hơn là dùng mút, tại vì Ni thấy là nó cũng không có cần thiết lắm á. Mình sẽ thoa đều lên toàn mặt như thế này và tán ra. Cái chất của em nó lỏng như nước vậy á mọi người. Ni thấy rất là dễ tán luôn. Nếu như mà cái chất này mọi người tán bằng cọ thì Ni sợ là nó sẽ thấm vào mút hơi bị nhiều á. Rất là dễ tán nha và có một cái mùi thơm nhẹ nhẹ. Thật ra về độ che phủ thì nó cũng không có nhiều đâu, nhưng mà rõ ràng là nó sẽ làm da của mình trong sáng hơn và căng tràn sức sống hơn mọi người. Đây nè, đây là một nửa mà Ni đã đánh nè và đây là một nửa mà Ni chưa đánh. Thì Ni da trắng cho nên là cái hiệu quả nâng tông nó chỉ lên được chút xíu thôi. Nếu như bạn nào mà da bị sạm hay là thiếu sức sống hơn thì Ni nghĩ là em này sẽ đạt hiệu quả hơn. Bước tiếp theo để đơn giản makeup lúc này thì Ni sẽ sử dụng cushion thay vì kem nền nha. Ơi mọi người thấy cái hộp cushion có xinh không? Trời ơi siêu xinh luôn á đúng không? Thì màu Ni sử dụng là màu A02 nha. Màu này thì sẽ dành cho những bạn có làn da từ trung bình cho tới sáng. Đối với những cái loại cushion mới mua về á, mọi người nhớ là mình chỉ ấn thật là nhẹ tay thôi nha, để cho nó đừng có bị ra kem nhiều quá á. Sau khi mà Ni đã ấn trên tay rồi thì Ni sẽ bắt đầu giảm nhẹ ở cái phần nắp nè, cho cái phần kem này nó được tan đều ra, sau đó thì mình mới giảm lên mặt ha. Cái màu A02 này nó tiệp với da Ni luôn á mọi người, và nó không có bị trắng quá đâu. Cho nên nó là những bạn mà da ngâm hơn Ni chút xíu á, mình vẫn có thể dùng cái màu này được á. Như trong cái video tiếp đánh cushion thì phải, Ni có nói là mọi người nên thúc kem như thế này nè, thì cái lớp nền của mình nó sẽ tiệp vào da và nó sẽ bám tốt hơn là khi mà mình dặm ha. Thật ra mọi người dặm cũng được, nhưng mà tuyệt đối là không bao giờ được miết nha. Đó, thì có hai cách để cho mọi người sử dụng. Ni thấy độ che phủ của nó cũng không có cao lắm đâu, nó chỉ đạt ở mức vừa phải thôi. Như mọi người thấy là Ni có mấy cái vùng đỏ đây nè thì nó cũng chưa có che được lắm, nhưng mà khi nhìn ở ngoài thì cái lớp nền nó rất là tự nhiên và nó rất căng bóng. Nó sẽ phù hợp với những bạn mà da không có nhiều khuyết điểm lắm và mình chỉ muốn một cái loại cushion mà dùng hàng ngày thôi, không có bị nặng mặt á. Đây là sau khi Ni đánh nửa mặt nè, thì có những cái khuyết điểm nhỏ nhỏ nó vẫn còn, nó chưa có che được hết, nhưng mà lớp nền đẹp, khen nha. Sau khi đã đánh cushion xong rồi thì Ni sẽ tới với bước phấn phủ nha. Em phấn phủ này một thời gian cực kỳ hot luôn á mọi người, nhất là ở trên TikTok. Em này thì được quảng cáo là vừa kiềm dầu nè mà vừa chống thấm nước rất là đỉnh. Thật ra trước khi quay video thì Ni đã lấy bạn này ra xài thử rồi, tại vì Ni muốn test thử là nó có thật sự thần thánh như quảng cáo hay không. Theo cảm nhận cá nhân Ni thì bạn này rất là mỏng nha mọi người. Mặc dù là phấn nén nhưng mà đánh lên da kiểu giống như là mình không có đánh phấn luôn á. Tuy nhiên độ kiềm dầu thì nó chỉ đạt ở mức trung bình thôi chứ không hẳn là kiềm dầu tuyệt đối đâu. Nhưng mà mọi người sẽ giữ được một cái lớp nền rất là mỏng. Mọi người có thể sử dụng luôn cái bông muối ở trong đây ra đánh cũng được, nhưng mà do Ni thích cái lớp nền mỏng mịn nhất có thể cho nên là Ni sẽ sử dụng cỏ hen. Dùng cỏ lấy một ít như thế này, sau đó phủi phủi nè, rồi mình sẽ dặm thật là nhẹ nhàng lên thôi. Như mọi người thấy, sau khi Ni đã phủ một lớp thôi thì cái nền của mình nó bắt đầu lì xuống rồi đúng không? Đây, nó vẫn bóng nè, bên đây thì nó bắt đầu lì rồi. Tuy nhiên nó không phải là kiểu lì đét đâu mọi người, mà nó vẫn giữ được một cái độ bóng nhất định của da á, cho nên là nhìn da mình nó không có bị sượng mà bị giả đâu. Nếu như bạn nào da nhiều dầu ở vùng chữ T thì mình có thể sử dụng cái bông mút này mình dặm ở ngay cái vùng mũi nè, để cho đạt hiệu quả kiềm dầu hơn nha. Thì đầu tiên Ni sẽ lấy một ít phấn, sau đó mình dặm qua bên gương để cho cái phấn nó được dàn đều ra, và mình sẽ dặm kỹ ở cái vùng chữ T này thôi. Đây, thật là nhẹ nhàng mọi người nha. Bởi vì khi mọi người dùng cái thao tác này thì phấn nó sẽ được dặm vào mặt kỹ hơn là khi mình sử dụng cọ, thì nó sẽ tăng cái hiệu quả kiềm dầu cũng như là cái hiệu quả che phủ lỗ chân lông tốt hơn. Sau khi mình đã gãy lông mày xong rồi thì mình sẽ qua tiếp tới phần đánh mắt nha. Hôm nay thì Ni sẽ sử dụng bảng mắt Rhythmic Museum 16 màu của GC. Cái bảng này một thời gian rất là hot hit luôn á mọi người, và lượt bán ở trên Shopee cũng cao nữa. Mặc dù trong đây có tận 16 ô màu nhưng mà nó đều có những cái màu trải dài từ nhạt tới đậm, đó cũng rất là dễ để cho mình phối màu nè mọi người. Thì hôm nay Ni sẽ hướng dẫn mọi người makeup tông hồng đơn giản ha. Thì cái bảng này tông của nó sẽ theo kiểu hồng cam, hồng đào, hồng san hô á. Đầu tiên thì Ni sẽ dùng một cây cọ bung to nè để đánh màu hồng nhạt này lên toàn bộ bầu mắt.
Mọi người nhớ là sau khi mình lấy phấn xong á, mình sẽ phủi nhẹ một cái cho phấn thừa nó bay ra bớt nha. Mặc dù là màu nhạt nhưng mà màu lên rất là tốt ngay từ lần cạo đầu tiên luôn á mọi người. Mình sẽ đánh ở toàn bộ bầu mắt ha. Màu hồng này nhìn hơi chói nhưng mà khi lên mắt thì lại xinh nè, kiểu baby á. Sau đó thì Ni sẽ dùng một cái cây cọ nhỏ hơn nè để mix màu hồng đất với cả là màu nâu này, nhấn tối cho đôi mắt. Mình sẽ vẽ một cái hình tam giác màu nâu ở dưới đôi mắt nha mọi người. Cách này thì nó sẽ nhấn sâu vào đôi mắt của mình hơn. Và nhớ là đừng len ra ngoài cái hốc mắt nha. Tiếp theo thì mình sẽ dùng luôn màu nâu đó để mà mình tán ở 1/2 đuôi mắt dưới nè mọi người. Bước cuối cùng thì mình sẽ sử dụng cái màu nhũ này nè để mà mình nhấn sáng cho đôi mắt nha. Thì Ni sẽ đánh toàn bộ 1/2 đầu mắt còn lại luôn. Tính ra nhũ của em này thì nó không phải kiểu tinh linh như mấy loại nhũ của hàng đâu mọi người. Nó chỉ lên một cách nhẹ nhàng tự nhiên thôi à. Nhưng mà cá nhân Ni thì Ni lại thích mấy cái dạng nhũ mà bling bling như bên hàng hơn. Tuy nhiên màu lì thì lại lên rất là ok nè. Lên rõ màu lắm luôn á. Đối với nhũ mí trên thì mọi người nên dùng tay nha. Thì nó sẽ lên được màu được tốt hơn. Sau khi mà Ni đã đánh mắt xong rồi thì mọi người thấy nó rất là đơn giản luôn đúng không? Chỉ cần có hai màu, một đậm một nhạt và một màu nhũ thôi là mình đã có một đôi mắt cực kỳ long lanh lóng lánh luôn rồi. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cùng đến với bước kẻ mắt nha. Thì hôm nay Ni cũng sử dụng bút kẻ mắt của GC luôn. Cái thao tác kẻ mắt thì Ni đã nói rất là nhiều trong những video trước rồi, cho nên là video này thì Ni chỉ test thử chất lượng của em kẻ mắt này như thế nào thôi nha. Em này Ni nhớ không làm là giá cũng rẻ lắm mà mọi người, chỉ tầm có hình như là 6-70 gì thôi à. Cá nhân Ni thấy cái ngòi của em này rất là nhỏ này và rất là dễ đi nét. Tuy nhiên là cái ngòi bút nó hơi bị mềm, cho nên là nếu như bạn nào mới bắt đầu không có quen tay thì kẻ sẽ dễ bị lem nhem. Nhất là khi mọi người cứ đi từng nét nhỏ đó đó thì nó sẽ cực kỳ dễ bị lem nhem luôn. Nhưng mà cái màu đen lên rất là chuẩn nè, màu đen đậm. Nhưng mà nó dễ bị tắt một chút xíu nha, kiểu đang kẻ thì nó tắt á. Cho nên nếu như mọi người có mua cây này thì nhớ chỏng cái đầu bút xuống nè, để cho mực nó lúc nào nó cũng chảy ra đầu bút thì nó sẽ hạn chế được cái việc tắt mực này hơn. Bước tiếp theo thì mình sẽ bấm mi và chuốt mascara. Thì em mascara hôm nay Ni sẽ sử dụng cũng là của GC luôn. Thì như mọi người cũng biết từ xưa giờ Ni không có ấn tượng với mascara của nội địa Trung lắm. Tại vì Ni xài loại nào nó cũng kiểu bị duỗi, rồi bị đơ, rồi nói chung là không có giữ được độ cong á. Cho nên là trước tới giờ thì Ni xài được cái mascara nào là Ni xài hoài luôn à. Hồi lúc mà Ni coi trên web thì cái đầu của nó rất là nhỏ nè mọi người. Đó, cho nên nó sẽ rất là dễ đi nét đối với những bạn mà vụng về hay bị lem trên mí nè, hoặc là đi ở dưới mi dưới. Đầu rất là nhỏ cho nên rất là dễ chuốt nè mọi người, không có sợ bị lem nhem đâu. Nếu như mà mọi người sợ nó hay bị lem nhem trên đây thì nhớ ngước lên nhìn xuống và chuốt giống như Ni nha. Nhưng mà có điều Ni thấy là nó không có làm dày mi đâu, nó chỉ kiểu là làm dài hơn chút xíu thôi à. Đó, mọi người thấy không? Thì đây là mi mắt Ni bình thường nè, và đây là mắt Ni hơi chuốt lên. Thì Ni thấy là kiểu sa ta, kiểu giống như là nó chỉ hơi có màu một xíu và trong cái mi mình nó đen hơn xíu thôi. Chứ nếu mà thiệt sự thì nó cũng không có gì xuất sắc lắm á. Nhưng mà được một cái là nó chuốt mi dưới rất là dễ nè, không có sợ bị lem nhem. Nếu như mà hỏi Ni có mua lại cái loại này không á thì chắc sẽ là không đâu mọi người. Tại vì Ni thấy là nó không có gì đặc biệt hết trơn á. Mấy cái loại từ xưa giờ Ni dùng nó ok hơn, không ưng lắm nha, chê nha. Tiếp theo thì mình sẽ đánh má hồng nha. Và đây là cái hộp phấn má mà Ni ưng ý nhất trong nguyên cái box lần này luôn á mọi người. Trời ơi, trong cái hộp phấn má này thì nó sẽ có 3 màu là hồng, cam với cả là màu da để cho mình mix lại tạo thành một cái màu tự nhiên nhất. Và cái loại này nó sẽ có một xíu nhũ nha mọi người, thì nó sẽ làm cho da của mình trông căng bóng hơn mà không cần phải sử dụng highlight. Ok, bây giờ thì Ni sẽ mix nhẹ 3 màu này lại với nhau luôn. Rồi. Và hôm nay thì Ni sẽ đánh cái kiểu má hồng Douyin là nằm ở dưới sát đuôi mắt như thế này nha. Với cái kiểu má hồng này, đầu tiên mọi người sẽ đặt gương nhìn thẳng nè, sau đó mình hơi nhìn xuống một xíu và mình đánh ở gần cái đuôi mắt một chút nha. Thay vì bình thường mình hay đánh dưới đây á, thì bây giờ mình nâng nó lên một chút. Rồi sau đó mình sẽ tán nhẹ nhàng ra ở cái chỗ này. Nhớ là đi nhẹ cọ thôi nha. Cái kiểu này cực kỳ hắc tuổi luôn á mọi người, và nó sẽ làm cho mặt mình trông trẻ trung hơn rất là nhiều. Như thấy cái em phấn má này á, cái độ lên màu của nó cũng từ từ vừa phải thôi. Kiểu là không có bị lên màu trong một lần đâu, mà mọi người cần phải apply vài lớp á, thì nó mới lên đúng cái màu mình mong muốn. Do phấn có nhũ luôn cho nên là khi Ni quay qua mọi người thấy nó bóng sẵn luôn á, mình không cần phải sử dụng highlight nữa. Cuối cùng thì mình sẽ đánh son ha. Và dòng son Ni sử dụng hôm nay đang được bán rất là chạy của GC nè. Thì trên tay Ni đang có hai màu là màu 511 và màu 515. Đây cũng là hai màu best seller của dòng này luôn á mọi người. Nó kiểu nhẹ nhàng tự nhiên rất là dễ thương. Rồi, màu 511 này thì nó sẽ là một cái tông kiểu hồng đất nha. Đó,
cực kỳ hợp với cái makeup look lần này luôn. Và màu 515 thì nó sẽ thiên về cam nhiều hơn, kiểu là hồng, cam và đất ha, nó không có nhiều màu hồng giống như là màu 511. Cho nên đó là hôm nay Ni sẽ sử dụng cái màu 511 này nha. Hai màu này màu nào cũng xinh và cũng dễ sử dụng hết trơn á mọi người. Như sau đó là bên trong lòng môi ha, sau đó thì mình sẽ tan nhẹ ra. Chất son kem của em này rất là mượt luôn á mọi người, và nó có khả năng che những cái rãnh nhăn trên môi của Ni luôn. Lướt lên ok lắm nha. Và đây là một cái tông hồng đất á, rất là xinh. Nó hơi thiên đỏ chút xíu. Xinh nha, màu này khen nha, khen, xinh lắm không? Hôm bữa thì Ren có gửi cho Ni hai chai lận, một chai là matte nè, không có nhũ gì cả, và một chai là xịt nhũ để cho lớp nền của mình được căng bóng hơn. Hồi nãy Ni định sau khi mà đánh nền xong á, thì mình sẽ xịt một cái lớp matte nè. Sau đó sau khi đã make up xong toàn bộ hết rồi á, thì mình sẽ sử dụng một cái lớp xịt nhũ để cho lớp nền của mình được căng bóng hơn. Tuy nhiên á, tự nhiên tới cái lúc đánh nền xong Ni quên mất tiêu, Ni không có xịt mọi người. Cho nên sẵn đây á, thì Ni cũng muốn share cho mọi người một cái tip để giúp cho lớp nền của mình giữ được lâu hơn nha. Đó chính là sau khi mà mình phủ phấn xong hết rồi á, thì mọi người sẽ xịt một cái lớp xịt khóa make up lên, và sau đó mình sẽ đợi chút xíu cho lớp nền ráo lại, rồi mình lại tiếp tục kẻ mày nè, đánh mắt, kẻ lông mày, rồi son môi này kia các thứ. Và sau khi đã trang điểm hết toàn bộ mặt rồi á, thì mình sẽ xịt thêm một cái lớp khóa make up nữa để cái lớp nền của mình được giữ lâu hơn. Thì cái cách xịt khóa hai lớp này nó sẽ giúp cho lớp nền của mọi người được bảo vệ double luôn. Nhưng mà nãy giờ mình lỡ bỏ ba cái bước đầu mất tiêu rồi, cho nên là bước cuối cùng thì Ni sẽ xịt một ít cái xịt fit nhũ này nha. Trước khi xịt thì mọi người nên lắc đều như thế này, nhất là đối với những loại có nhũ thì nó sẽ rất là dễ bị động cặn nhũ ở dưới đáy ha. Sau đó thì mình sẽ để cho xịt cách mặt cỡ chừng 20 cm thôi, đừng có để xa quá thì nó sẽ không có bắn vô mặt của mình được. Và mọi người nhớ khi mà xịt khóa mình chỉ lấy cái sương của nó thôi, đừng để cho nó động thành giọt nước nha, thì nó sẽ bị phản tác dụng đó. Này. Cái cơ chế của chai xịt khóa make up là sau khi khô lại nó sẽ tạo thành một cái lớp màng bảo vệ da của mình chống tác động từ những cái tác nhân bên ngoài á mọi người. Cho nên nếu như bạn nào mà da khó giữ nền này hay dễ trượt nền đó, thì Ni rất là highly recommend mọi người nên có một cái chai xịt khóa make up luôn nha. Hồi nãy sau khi mà phủ phấn xong thì cái lớp nền của Ni nó đang lì á, nhưng mà sau khi xịt cái em xịt nhũ này á, thì mọi người thấy không, cái da của Ni nó kiểu nó glowy lên hẳn luôn á, nhưng mà rờ vào nó vẫn ráo nha, chứ nó không có bị mà ẩm ướt hay là bị nhờn nhờn khó chịu đâu. Và đây là sau khi Ni đã hoàn thành xong tất cả các bước make up nè mọi người. Kiểu make up này rất là đơn giản luôn đúng không? Thì trong video này chủ yếu là Ni chỉ muốn test và review cho mọi người những cái sản phẩm của nhà GZ thôi. Cho nên là Ni muốn hướng dẫn mọi người một kiểu make up đơn giản nhất có thể để cho ai cũng có thể làm được nha. Tới đây thì video của Ni cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video nha. Nếu như mọi người muốn Ni làm về chủ đề gì thì đừng quên comment ở bên dưới cho Ni biết với nha. Bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà, và chúng mình sẽ cùng gặp lại nhau trong những video lần sau. Bye bye.